Mình tìm được một cái view cực kỳ đẹp ở trên Landmark 81. Ở đây mình thấy kính ở đây là rõ nhất á. À, có vẻ như cũng hơi rắc mắc mưa nhưng mà chỗ này nó không có bị mưa hết. Cho nên cửa sổ đây khá là trong mà view ở đây nhìn ra ngoài cực kỳ đẹp. Mà nhìn ở đây dưới đường phố mình không hiểu nhưng mà mọi thứ đều có vẻ rất chậm, rất là đều đặn, vận tốc rất là đều. Nhìn các cái con xe giống như là đồ chơi vậy á. Đây là đang ở khu vực Landmark 81. Màu rất là thật luôn nha mấy bạn. Ôi, mình hay quá, mình vô đây mình đi rửa tay các bạn mới biết cái view này đẹp như vậy. Ở ngoài không đẹp bằng, thực ra nó rất là trang trí. Ở ngoài có bàn ghế, có đèn, nhưng mà cái góc này thật là đẹp. Tại vì nếu không mình sẽ cho mấy bạn so sánh ha. Video ngoài bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt. Đối với mình nên góc này rất là đẹp. Đây là tầng bối cảnh của thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ góc của Landmark 81 vào một ngày đầu tháng 11 năm 2021, thành phố Sài Gòn. Rồi, đông nhà quá. Giờ này là chưa, thành phố chưa có lên đèn hết ha. Chủ yếu là các đường, còn nhà thì chưa có. Như là màu nó hơi sạm sạm đó mấy bạn. Cái view bắt đầu nhìn lên, nó hơi lên đầu một xíu rồi đó. Cho nên mình mới quay cái này, rất là đẹp này. Và cái như này các bạn cứ thể đi lên. Chủ yếu là người nước ngoài rất là nhiều. Vì sao nó thì nó free. Cái cổng vào như các bạn nó lên đến tầng khoảng 15. Chúng ta vẫn chưa trả thì hết, mình có lẽ uống cà phê ở đây. Mình đặt mình uống cà phê ở đây thì mình sẽ tính theo giá tiền ly nước của mấy bạn. Còn là bữa đến đây chụp hình chắc em vẫn chưa có tốn hồng nào hết nha. Giá là 195k 200k cho một ly trà này và một cái view rất là hợp lý, mình thấy cũng hợp lý đó. Và nói thiệt là cái không khí ở tầng 75 mình thấy nó cũng không khác gì mấy như ở bên bình thường. Đây là không có ai sợ xảy sóng xảy xe gì hết nè. Hên quá. Trời hết mưa rồi. Đi nào. Đây. Bạn chụp. Đây, ô cũng không thấy lạnh ha. Thấy cái kính này hay thật ý. Đây là một cái phần khi các bạn ngồi ở trong là phục vụ phần bàn ở bên trong cái tầng kính này ha. Đây anh lên đến là còn một bàn nữa, 81 rồi, đến 81 rồi các bạn.
Thường đến 81 rồi, còn bây giờ là ở ngoài chơi á. Này hát là cầu gì? Này cầu gì? Ôi gì hả? Dạ không biết. Đây là sông Sài Gòn. Đây là một mảng xanh. Còn lại của thành phố này nhưng mà mình không biết là khúc này có vẻ là thì nó tới 11 cũng có cầu Sài Gòn là bên trái. Cái mảng có vẻ là quận 2 ha. Có người mở mới có người biết chụp ha, hấp rồi hấp lên này chụp là hết sảy luôn, quá đẹp vậy đẹp lắm rồi. Mới thấy được rõ, camera của mình mới thấy rõ được á. Mấy bạn được ha. Đây là cái vùng ở ngoài, cái quán bên công ở ngoài trời á. Thì cái góc trượt của cũng rất là chill á. Nó có khung vuông như vậy đó.